đề nó cũng đều, đề nó cũng không khó hơn rồi. Nhiều đó, thì nghĩ mình tí nữa chụp cho thầy cái phần mình sẽ ôn luyện kỹ hơn cái phần một nè, cái phần phát âm với là nhấn âm á, phải lên lưu ý nhất là âm, âm ID cơ, ráng mà làm sao chọn điểm nhất có thể, bốn câu ráng chọn điểm bốn câu là yên tâm hơn. Đờ không? Existed occurred. Đờ đúng không? À, đúng rồi, existed. Đúng. Be. Really. Ever. Chẳng có nào. Bờ đúng rồi. Economy. Ba đi Ba gì? đi đờ Economy, okay, diplomacy, okay, informative, informative, information, okay, informative, okay, the. Purchase. Accept. bốn bì Purchase. Okay. Purchase. Arrest. Accept. Forget. Đờ chứ đúng không? Con đọc đờ hay là bì? bờ Purchase âm một này, arrest âm một này, accept, accept, ăn arrest, forget, ok, bờ. Hôm nay giọng hơi khàn thì nghe hơi lạ. Rest, ok, đúng rồi, bờ. Let's C đổi thành gì? who. The and the capital. Đã hu không? Này nó chung chung nè, the man, the women, the capital là gì? Capital là gì con? Nó có chỉ người không? Theo con nó chỉ người không? Không Nếu không có chỉ người thì chọn nếu nó không phải người hu thì dùng cho chỉ người không thôi đúng không, dùng hu sau đó là phải có cái gì tranh từ đứng sau đúng không, phải đáp chứ. Cái này cái dấu nhân cattle là gia súc, ý thầy là hu á là sẽ dành cho chỉ người không thôi đúng không, mà trong đó tự nhiên nó có một vật không phải là người thì mình đấy, đáp là chung chung đáp đấy, ý thầy là vậy.
Cái lỗi lạ ha. Còn đây là thấy dictionary IES chứ. Đầu tiên là thấy cái lỗi, nó cho cái lỗi lạ lạ. Kè phu gì? Kè phu lì. Đấy. Kè phân tích, phân tán, phân tích, phân tích. Ở đó mình cần cái gì? Không có cần biết nghĩa nhưng mà quan trọng cái cần loại từ gì đó. Động từ. Đầu câu mà con sao mà động từ. Ingenuity, ingenuity có nghĩa là cái gì? And flair, mấy cái đó nó nguyên cụm với nhau đúng không? Nó phải giống nhau hết cái loại từ đúng không? Đi. Đi đúng rồi, creativity, cẩn thận nha. Creation là cái sự tạo hóa, nó khác nha, cẩn thận nha. Không có creative nè. Cái creative là tính từ, creation là sự tạo hóa. Create là tạo đúng không? Đó, sự tạo nên, okay. Tạo hóa, creativity là sáng tạo. There is increasing demand for coach or more. Hơi khó nè, còn chính khó nè. Có một cái hình như mình cũng, đúng rồi, mình học rồi á. Quan trọng cái nghĩa nào mới đúng? Nó như cái xe này mà nó như thế nào, với là nhiên liệu economic. Cái nào con? Economic chọn nào? Câu A câu B gần giống nhau rồi, cái đó là cách để mình nhận biết đó. Cái đó là danh từ. Ở đây mình cần cái gì? Tính từ. Chọn câu C nha, cái câu C mình học rồi đó. Economical nè, economy này là danh từ nè, là kinh tế. Ok. Economical là tiết kiệm. Tiết kiệm. Ghi vô economical. Mình học rồi đó. Có lúc mới làm mấy bài năng lượng á, nó hay có economical. Đi. Đi, giỏi, nhớ nha, raise awareness, nhớ nha. Nó đi chung với nhau á. Đúng rồi. Raise awareness, nâng cao nhận thức. Ok, hãy nhớ cái câu đi. Awareness đi với là rise đó. Okay. Nhớ vậy là tốt. Raising, cái bài rise nha, cái đọc cũng khác chút.
11 chọn nào? Endanger. Type. Endanger là gì con? Nguy hiểm. Ừ, gặp nguy hiểm chứ đúng không? Cái này liên quan đến động vật nè, bảo tồn động vật nè, cái chủ đề bảo tồn động vật á, môi trường á. Thì mình sẽ chọn từ gì? C, đúng không? Nhớ nha. Cái endanger là y như rằng nó sẽ liên quan đến động vật nha. Nhớ lúc nào cũng vậy, lớp cấp 3 cũng sẽ học y chang lại vậy con. Cái endanger có CBC á. Ừ. Cẩn thận nha, đọc được kỹ nha. Ai bật đi ạ? They have contact with mold. My đi ạ. Vân vân. Ừ. Do vấn đề câu A thì nó có thể là danh từ và động từ. Nếu mà động từ là phải hiện tại thành rồi đúng không? Câu vừa. Đây là danh từ hết. Have contact with. Khá là vân vân còn. Đi không được. I have communication thì không ổn. A hoặc B con. Nghĩ chỉ có A hoặc B. Thì khả năng cao là B. Ừ, khả năng cao là B. Cho cái mối quan hệ. Contact nếu mà danh từ là gì ta? Đúng rồi, danh bạ con. Kiểu thông tin đó. App contact. Thì nghĩ quan hệ thì... Ừ, tí nữa phải coi lại câu 12 nha. Nhớ lưu ý. Thì cũng khá là... Thấy nó lạ lạ. Không có rõ cái ngữ cảnh đó, mình không có chắc. Cái pressure đi với gì con 13. Có phóng chất của là nó B. Đúng rồi, nhớ nha, under pressure. Pressure sẽ đi với under, nhớ vậy á. Pressure từ thường làm nó hay hỏi này nè. Pressure sẽ đi với under, lúc nào cũng vậy luôn. Hoặc là stress cũng vậy nha, under a lot of stress cũng y chang vậy nha con. Nhớ nha. Ok, tốt. Đi. Đây có. À, B không? B hay D? B hay D? D. Ok, D, tốt. Đó. Tơ phi nó sẽ đi với gì? Ừ. Máy này tính này cũng phrasal verb cũng khá chứ. Ừ, giỏi. Interfere with. Ok. Thì nghĩ ghi vô thêm vô đi. Càng, nếu con chưa có nhớ chắc chắn thì ghi vô. Nếu chắc chắn thì khỏi. Nhưng mà ghi gì nhiều chút. Ghi 2-3 lần vậy đó. Interfere sẽ đi with. Tốt.
16 bi ạ. Bì, ok. Oh, thank you. It's my pleasure. Okay. What do you think of doing when you leave school? Yeah. Interested in. Good. Apply là gì con? Từ mình học từ học từ vựng nha. Absorb, absorb là gì? Absorb. Hứng thú. Hấp thụ. Nếu mà dịch cái từ nghĩa nghĩa chính xác luôn là hấp thụ nha. Nhưng mà nếu theo kiểu tính từ thì chắc là thu hút hoặc là gì? Đam mê đắm chìm vào, chắc dùng đắm chìm. Okay. Nhưng mà nếu mà nghĩ xác nghĩ sinh học đó, hấp thụ chất dinh dưỡng absorb, ok, nếu mà mấy cái bài mà liên quan đến sinh học á lưu ý chút cái cơ thể người nè thì cái này nó sẽ sử dụng cái từ này nè, absorb hấp thụ rồi apply là gì con? Bắt buộc. Ừ, giỏi, apply bắt buộc tuân thủ gì đó, tốt tốt đấy. Bắt đầu nhớ nhiều từ hơn nè. Mười. Con biết chưa, index, index là ngón gì ta? Ngón trỏ, ngón chỉ. Index. Impolite. Impolite, đúng không? Rural, không biết mà thôi. Urban. Urban. Hai khó này. Đấu lập đi nhé. Dựa vào cái ngữ cảnh của câu nữa nha, thầy nghĩ phải dựa vào cái ngữ cảnh của câu nó đoán được nữa. Suy nghĩ, suy nghĩ. Bì. Chào nè con. Con nghĩ là bì. Đờ.
despair. Despair là tuyệt vọng. Okay. Anxiety là lo lắng. Cái khả năng cao của despair. Burn, okay. Có cái từ energy thì mình sẽ chọn cái gì? Theo cái chủ đề đi đờ hay là đờ đúng không? Top source of energy, top top. Nowadays many of the huge many of the huge, much không được, more cũng được, few, ok, quá định. Let's go in 3 or 30 years. Khó nè. À, 26 không. Đấy, câu này nó sao sao tự nhiên như đó xong rồi nó chấm một cái. Nó hết câu cái. Thấy nó thấy nó hơi cục ngủ. Từ therefore, từ because, từ hay coi được, however, however không, coi để cho chắc, cái này nó phải thầy thấy tốt nhất là kết hợp câu một với câu hai lại cho một câu dài là tốt hơn, cái gì đâu, là mình đọc thấy nó hơi nó cụt lùi không ý nghĩa. Nó đứt quãng thế. Believe that. Từ 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 nha. Khả năng cao là believe nhưng mà phải dịch cho xong nữa. Tin rằng cái từ những cái đoạn cuối thì thấy nó sao sao, còn dịch mình dịch này trong vòng 20 đến 30 hoặc 30 năm gần đây đúng không? Ok. Tuy nhiên sử dụng than đá để giảm vì thế có sự thay đổi, một số thay đổi trong cái ngành này đúng không? Ngành than đá. Tin rằng được tin rằng nó được tin rằng nhiều người sẽ sử dụng than đá hơn nếu oil và gas were not available. Thấy nó sao sao quá. Thấy cái bà này nó làm vấn đề thì có làm đề có vấn đề. Cái sự thay đổi trong cái ngành than đá nhưng mà nó thay đổi gì trời. Mình đang kêu nó được tin rằng thì người ta sẽ càng sử dụng than đá nếu không có
dầu mỡ và gas. What? Nguyên cái đoạn phải lao luôn á. Nhưng mà khả năng cao thì có chọn A được rồi. Rằng khả năng chỉ A hoặc B, nhưng mà chắc chắn chỉ có thể nghĩ khả năng cao A. Thầy cũng đang hơi phân vân cái đề này, cái sách này nha, hơi quan ngại. Sách này mua nhiều không? 30.000 ạ. 30.000 hả? Vì rẻ gì hả? Sách giờ rẻ gì hả? Rẻ thiệt á. Được thì thấy cũng được, nhưng một số cái bài này không hay. Tiếp con, not so many years ago. Có người đọc lên. Rồi đọc lên. Not so many years ago, the word vitamin was known only to a few scientists. Today, it is very widely used. And the importance of vitamins is our food is common knowledge. Knowledge, common knowledge, okay. Vitamins are life-giving substance. Substances, no more substance. Substances in fruits and are needed for the proper growth and general health of the body. The different kinds of vitamins are indicated by letters of the alphabet. At the present time, vitamin A, B1, B2, C, D, E, and G are known. A proper diet should contain in a collection of foods in which all of the vitamins are present. Vitamins are a lot of prepared and sold in a tablet and capsule. Capsule, đúng rồi, capsule. From each vitamin has a particular work to do in the life-giving process. Vitamin B1, for example, benefits appetite. Từ này tiếng Pháp mình đọc nó hơi khó nha. Appetite chắc cái vị giác á, vị. Appetite and digestion. It also helps the body grow. Another vitamin helps the blood. To clot, so that danger of bleeding to death in case of injury is lessened. Still another makes the eye stronger of seeing at night. Airplane pilot. Need plenty of this vitamin. Scientists think vitamin may have some effect on keeping the hair from turning gray. Top vitamin, okay. Dịch cho thầy cái câu another vitamin help the blood to clot so that the danger of bleeding to death in injury is lessened. Ráng thử. Cầm vitamin giúp cho máu gì? Ở đâu cơ? Trong cái đoạn cuối đúng không? Another vitamin helps the blood to clot. Thấy chưa? Từ cái dòng thứ hai đúng không? Một loại vitamin có thể giúp cho máu khô lại. Đúng rồi, giỏi. Thoát là đông lại mà, biết cái đó là tốt. Tốt. Cái nguy hiểm của gì? Cho nên nguy hiểm của việc bleeding to death là gì? Chảy máu đến chết à? Đúng rồi, chảy máu đến chết thì mà. Lesson là giảm đi nha. Cái nó là động từ của từ less đó con. Nhớ nha. Less, okay. Giảm đi. Okay, tốt. Biết được kiến thức kiến thức của sinh học là tốt.
Which of the following is not directly stated in the article, but is a reasonable conclusion from the reading? Không được nói tới trong bài nha, nhưng mà kết luận khá là reasonable. Không nghĩ là C. Ở cái đoạn trên nó cũng mất một ít đến phút. Thành nghĩ tốt nhất á, là coi cái nào nó hợp lý. Ừ. A few people know được à. Nó mà chỉ này con đọc với A B D nó rất là vô, nó thấy nó không có hợp đúng không? Không có hợp đó là cái bà. Sao hả? No, hả? Không liên quan. Vitamin A medicine given. Even to kill disease. Không có đề cập tới. Ừ. C á. What vitamin are and what they do? As a whole, it's about admiration prevention. Am I? What, what they do? See tiếp. See tiếp. Another. Another là vitamin A. Hey. Thầy nghĩ tốt nhất là benefit chứ đúng không? Này vẫn vô. Bữa thì từ còn mẹ học sinh lại vô. Là bữa thầy báo rồi. Ok, đúng rồi, vitamin. Quick for a lecture and the passage. Hay đúng không? Trời, ráng mấy cái phần thầy nghĩ con làm cả chục đề rồi con sẽ thấy nó lặp đi lặp lại nhiều rồi con. Ráng nhớ nha. Cứ ráng học thuộc cái dạng đề cũng được. Nó chỉ ra có bao nhiêu đó cấu trúc viết lại con. Ra nhiều. Ủa nhưng mà bà bữa thi chẳng lẽ cũng có viết từ lòng giống vậy con? Đâu có đâu đúng không? Con nghĩ là trách nhiệm rồi. Chắc nhiều hết mà. Nói chung là cũng có nhiêu đó chủ đề ơi, cũng có nhiêu đó cái cấu trúc viết lại gì à. It was anh ấy chưa bao giờ đúng không? Thì it was gì? Thì nó là con định làm là the most wonderful theater. Nó con thấy là the first. Đúng rồi, it was the first. Đúng rồi, it was the first time. Thường thường là làm gì? It was the first time. Đúng rồi. It was the first time he had played in such a wonderful theater. It was the first time he had ever. Ok, cẩn thận nha. Ừ, cái này là một quá khứ hoàn thành đó. I'll be very happy when I go on home. I'm very much looking. Ok. Tôi sẽ rất là vui khi mà tôi đi nghỉ. Sẽ vui. Wow, I'm very much looking. Looking nó sẽ có từ gì? Nó liên quan đến lại mong chờ trong đợi. Looking.
forward. Đúng rồi, good, looking forward to. Rồi. To going. Good. Not change scene. Either same as it was in has not changed a scene like a change scene. You mustn't drive if you don't have a driving license. You don't have. Okay. What not right? Thôi thôi thôi. Thầy này mình nói thôi thôi chắc cái đó chưa học chưa học chưa học quên 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 là cấp ba mới học. Thôi 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 thôi. Được rồi được rồi được rồi. Tiếp tiếp. Mary didn't wear a rain coat, so she got cold. Got So cold. she got. Going by train, it's cheaper than go by air. No more that to go by train done. Oh, it is cheaper. Going in, yeah, it is cheaper to go by train than nếu mà đền vậy sao hai cái khác nhau đúng không? Đền to go by air đúng không? Chúng ta được chúng ta it is cheaper going it's cheaper to go by à, train. Không, không, đúng rồi được 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 con được hai cái bên to go it is cheaper to go by train than by air. Ừ. Có cần thêm to go lại. Was called the nest with her swim. She wants to protect her egg. Order. Có cấu trúc gì? Order. Chỉ cần nghĩ đến order sẽ nghĩ đến gì? In order to. In order to. Đấy. Sao mà? The bird covered the nest with her wings in order to protect her eggs. Eggs. Okay. I was very surprised at the news. She didn't pass the exam. Có nè. Có nhiều cách viết. I was very surprised at the news. Có đó đúng rồi. Không có of. Surprise, surprise at. Không có of. Yeah. At the news of. Có. At the news of. Her not passing the exam. Thầy không chắc là cái surprise the new earth nha. Không chắc đâu nha. Không có chắc 100% là có nha. Thực sự là add the new dad hoặc là cái gì đó chứ không có earth. Okay. Nhưng mà thầy nghĩ cái her passing đó, okay, nghĩa là cái approach đúng của mình, her not passing the exam. Đúng không? Her not passing the exam is a very surprise news to me. Surprising news to me. Thầy biết theo kiểu đó nhưng mà tôi thầy coi được. Nè mình về khả năng cao mình thay thế the news là she didn't pass the exam đi. Đúng không? Thì mình sẽ nghĩ gì? I was very surprised at her not passing the exam. Nghĩ vậy. Dở ra cho thầy coi thử đáp án thử coi. Câu này với cái câu
Câu này vẫn là cái câu câu 12. Giờ giờ đáp án này có thể Câu 12 ơi. contact, okay. Vậy là nó sẽ dùng là danh bạ, số liên lạc, ok, have contact, ok, tốt tốt, lưu ý cho này gì đây, 40 viết lại sao? Nó viết lại như con vừa nói luôn này. Trên lớp cô con cũng bảo viết như thế. Đúng không? Ok, nếu vậy là tốt. Tại cũng chắc mà okay. Nhưng mà có hơn map bắt là tốt, mình chọc cái đó được. Thằng ngày chỉ có một mình cái đó được, được thằng nghĩ, nhưng mà dễ đúng không con, nói vậy là dễ đúng không, nguyên cái bà đúng không, thấy dễ. Nếu mình lúc nào cũng ra thì cũng đỡ, nhưng mà đề kiểm tra bữa giờ nó cũng vậy. Nhưng mà thầy nghĩ chắc chắn năm nay nó sẽ dễ con. Dịch nó vẫn còn, thấy con heo mở ra nó vẫn còn dịch, kiểu gì nó cũng sẽ dễ con. Thầy nghĩ cỡ này á 100% luôn á. Thầy cô trên trường con cũng bảo là học chắc kiến thức cơ bản thôi chứ không Đúng như rồi, con. mục tiêu của mình ráng trên chín là đi, trên chín là đủ chọi. Trước bữa giờ kia rồi, giờ mình quan trọng là phải duy trì đúng không. Thì nãy giờ mình cũng hạn chế mấy cái từ khó đi, mấy cái từ khó quá là không cần nè, lưu ý mấy cái dạng nè, vậy mình sẽ học mấy cái đọc hiểu theo chủ đề đó con, phải đọc hiểu theo cái mấy cái chủ đề cuối cuối đó. Năng lượng nè, động vật này, nhớ không? Đó không phải ráng nhớ hết tất cả mấy cái từ vựng liên quan chủ đề đó, lúc đó nhìn vô sẽ biết. Ok, thầy chỉ lo cái mấy cái bài nè, mấy cái bài mà điền vô ô nè, nó đọc hiểu và điền vô nó mới sợ, nó khó đúng không? Cái máy đòi đọc hiểu thì mình sẽ dễ hơn để suy luận rồi. Thì sợ đó, mấy cái bài đó thì mình phải có kiến thức nè, có đủ từ vựng đó, chủ đề liên quan, lúc nào cũng sẽ đi chung với nhau vậy. Nếu mà cô giáo viên nói vậy thôi yên tâm, cứ ôm. Nhưng mà phải đi kiếm thêm sách nha con, mình nghĩ phải kiếm sách này. Sách này mà có đề không luôn á, đừng có kia nữa, cái đề không luôn là được rồi. Mà nhớ của bên Hà Nội không có nghe nữa, kiếm mà nó liên quan tỉnh khác nghe lộ mất. Mấy thành phố lớn thì nghĩ phải mua sách đúng thành phố đó. Mệt lắm, mấy kia nó dễ hơn á, thấy mấy kia dễ hơn á, khá là ổn mà con. Okay. Thì là anh cuối tuần, anh cuối tuần làm một đề nữa hơn, thầy coi cũng nha. Okay, làm một đề đi, mình làm kết thúc sớm cũng được, tự làm thử xong rồi nói thì cái đáp án kết quả của con làm sao, để một mình con làm luôn á, cái mình giả lập do thử ở đây mà thầy ép chứ là hay gửi cho con đúng không. Okay. Mình thử đặt đúng 60 phút, làm đúng theo cái đề thử. Okay. Thầy nghĩ sẽ làm nhanh hơn, thử làm thử. Dạ, ví dụ mình đang trong một thi thử rồi sau báo thì kết quả có được chụp lại cho thầy, chụp cho thầy coi cái đề trước đã, rồi là cuối tuần nha, cuối tuần bây giờ thầy coi thử để nhớ. Ok thì được á, đây cũng khá là yên tâm hơn đầu thuộc đề. Ok đấy nha, ok, bye bye, come see you next week. See you later. Ok, bye bye, come.